chủ thần tu bồ đề lịch tình kiếp nhập lục đạo luân hồi, tình dục hóa thân mạc tà vì ái si thủ long cốt, yên lặng chờ nàng trở về. A à âm vì cứu mạc tà linh tiêu tru tà diệt ma trận, nguyên thần nhập luân hồi ngộ thiên đạo, ti thần phổ đà phản phát quy chân tỉnh chờ tu bồ đề trở về, khởi động lại thần giới. Chương 1 Phạm Trần một giấc chim bao Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Nguyên thần trở về. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Thần du ma giới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Thương ngô tộc nhân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Thương tà A âm bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Thần ma đại chiến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Thần ma đại chiến sau này Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Cuộc đời phù du bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 1 Bắc Hải Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 2 Đông Hải Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.